Vâng, xin chào mọi người, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Hùng đang có mặt tại gian hàng của Honda tại triển lãm Bangkok Motor Show năm 2019. Và ngôi sao tại gian hàng của Honda ngày hôm nay đây chính là Honda Accord. Ở đây thì sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là 1.5 Turbo L và một phiên bản Hybrid. Có một phiên bản nữa, nhưng đấy là phiên bản lắp thêm phụ kiện Modulo của Honda, bộ phụ kiện thể thao. Ngày bây giờ chúng ta hãy xem nhé, bởi vì theo mình được biết thì năm nay, khả năng nhiều là trong năm nay thôi, là Honda Việt Nam cũng đưa cái sản phẩm Accord này về. Và chắc chắn rồi, phiên bản 1.5 là ưu tiên hàng đầu. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem. Trước hết là ngắm dàn hàng này. Đây, Accord. Phần đầu xe quá nuột luôn. Thực sự là đẹp, rất đẹp luôn. Nó thiết kế bo tròn, nó không quá dốc. Nhìn chung so với Accord đời trước thì đã trẻ hơn rất nhiều. Còn so với Camry cũng sắp ra mắt rồi thì nó không quá hầm hố. Thực sự để mà nói thì cái đầu xe này, cái phần thiết kế đầu xe của Accord này mình nghĩ là đẹp và nó thời trang hơn, nó đẹp hơn những cái hình ảnh mà mình đã thấy qua mạng. Đây các bạn xem phần đèn full LED. Đèn full LED này thì chúng ta cũng đã thấy được ở trên cái sản phẩm Honda Civic này, rồi là CRV rồi. Một cái thanh mạ chrome nối liền hai phần đèn cũng rất là đẹp, đặc trưng trong cái ngôn ngữ thiết kế mới của Honda. Đó, phần cản dưới. Ở bên dưới đây có một cái phần lưới tản nhiệt đấy nhá. Đấy, nó nằm khá chim. Cản dưới thì thiết kế thể thao. Và phần cản dưới này thì không quá hầm hố như Camry. Camry thì nó ngoác ra, nó rộng. Rồi. Đẹp đúng không? Đây là bản 1.5. Bản 1.5 này bên thị trường Thái sẽ lắp lốp Michelin này, vành 17. Thiết kế vành này thì nó có nhìn nó hơi trung tính một chút, nó không gấu như như thiết kế đầu xe. Và giá của phiên bản này là khoảng 1,1 tỷ đồng tại thị trường Thái. Các bạn thử đoán xem là về Việt Nam nó sẽ là bao nhiêu nhá. Từ đã mình sẽ quan sát lại một phần tổng thể đầu đấy. Phải nói là thiết kế lột xác, nhìn đã không còn cái dáng vẻ gì của Accord đời cũ nữa. Chiều dài tổng thể của xe thì lên tới 4m920, hơn 4,9m các bạn. Rộng thì khoảng 1,86m. Nếu mà so với Accord đời trước thì chiều dài ngắn hơn 10mm, nhưng chiều rộng lại rộng hơn 10mm. Đó. Và các bạn có thể thấy này, quan sát phần mái của xe đây. Nó thấp hơn đời trước nha các bạn, nó thấp hơn. Thực ra mình nhìn cái phần đuôi của cái mẫu xe này này, nhìn cái phần đuôi này. Nó có cái gì đấy như cái mẫu Audi A7 Sportback. Rất là đẹp. Bởi vì tôi thì tôi luôn thích cái phần thiết kế, những cái đường nét thiết kế trẻ trung. Và phần mái này có vẻ như cũng dốc hơn. Đây. Xi nhan chìm. Phần trụ B và trụ C đều được sơn bóng hết nhé. Trụ B và trụ C đều được sơn bóng hết này. Và phần hàng ghế thứ hai là có một cái ô cửa kính vuốt được khá điệu đà, rất điệu luôn. Ô thoáng này, ngồi ở trong thì sẽ được sẽ thoáng đó. Đóng cửa xem, nghe tiếng đóng cửa phầm phập không? Xe bên Thái. Úi giời,
thực ra là rất là chắc chắn. Nghe tiếng đóng cửa đã thấy sướng rồi. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình nói là phần trụ xe đây ạ, phần trụ xe được vuốt cong đây. Còn cái phần ô kính cánh cửa kia thì sẽ được sơn bóng. Giờ mình sẽ xem phần đuôi phía sau. Đây, phần đuôi. Phải nói là đuôi nó giống như mẫu A7 Sportback thật, theo cái phong cách thiết kế đó. Phần đèn này thì mình nghĩ là cũng là chữ C kiểu như Civic, nhưng mà thực sự mà nói thì mình sẽ thích đèn Civic hơn. Đèn này cũng là đèn LED. Xi nhan thì vẫn là bóng halogen bình thường thôi. Camera lùi. Đẹp, nói chung là cơ bản là mẫu xe này đẹp và trẻ hơn so với Accord đời trước khá nhiều. Xem cốp xe. Độ cốp đã. Rồi. Cốp rộng nhá. Cốp khá rộng luôn. Nghĩ và để 4 bộ gôn là ok đấy. Phải xếp chéo đi một chút. Cốp đóng nghe êm phết. Đây, hiện tại thì động cơ đã được mở lên này. VTEC Turbo. Rồi, bây giờ mình sẽ vào khoang xe nhé. À, đây, có cảm biến mở cửa nhé. Mở cửa, đây, cảm biến mở cửa. Đó, có cảm biến mở cửa luôn. Trong thiết kế phần tabi cửa này khá ổn. Có ốp này như nhựa theo kiểu dạng vân gỗ à. Nhựa giả gỗ rồi. Đấy, rất đẹp. Các cái hàng phím bấm thì cũng tương đối nhìn nó có vẻ như là sang sang. Và hai vị trí nhớ ghế. Và phần ghế lái này thì điều khiển 8 hướng. Có bơm lưng. Trên cái bản cao cấp nhất thì nó là 12 hướng thôi. Giờ mình sẽ vào khoang sau để quay tổng thể cái thiết kế khoang này cho các bạn xem. Vì cái góc cam này hơi hẹp cho nên là các bạn thông cảm một chút nhé. Thiết kế khoang xe khá là đẹp. Mình nghĩ bản 1.5 Turbo L này sẽ là bản thấp nhất, nên nó sẽ không đầy đủ những cái công nghệ của Honda Sense. Gói Honda Sense bao gồm camera 360, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khoảng cách, hỗ trợ lùi vào chuồng, vân vân. Rất nhiều. Hồ lăng thiết kế khá nhỏ gọn và đẹp này. Có cruise control này. Nhưng mà không có adaptive cho nên là khả năng là không có rồi, không có phanh khoảng, không có giữ khoảng cách rồi. Điều khiển audio điện thoại, rồi là hệ thống thông tin trên màn hình này, partnership sau vô lăng. Đấy, với các dòng xe Honda thì luôn luôn giữ cái gen thể thao bằng cách là có lẫy chuyển số sau vô lăng. Nút khởi động khá là đẹp. Các bạn có thể quan sát tổng thể cái phần thiết kế của cái phần táp lô trước này, các bạn sẽ thấy một cái nét thiết kế khá đơn giản. Khá là đơn giản. Đấy, màn hình trung tâm 8 inch. Trông khá đẹp mắt với các cái nút bấm này. Xoay nó tịch tịch tịch. Đây. Với ốp nhôm khá đẹp đây. Bàn phím điều khiển điều hòa này. Đấy. Rất đẹp mắt luôn. Cửa gió điều hòa. Nói chung nó có cái gì đấy thật là đơn giản. Hộp số trang bị trên mẫu xe này là hộp số CVT. Khá quen thuộc trên dòng xe của Honda trong thời gian gần đây. Về cấu hình động cơ và hộp số thì tương đối giống với cả Civic 1.5 Turbo và Honda CRV. Nói chung bản này bản thấp thì chúng ta sẽ không mong chờ gì những cái trang bị cao cấp được. Đó.
Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nhá. Phím rất đẹp, ở đây thì có cổng kết nối USB ở dưới này, khay. Trên cái bản cao cấp nhất thì mình thấy là có cả sạc không dây, nhưng mà đây thì mình không có. Một cái thay đổi trên cái Accord là ngày xưa thì cái hộp số CVT gì đấy thì sẽ có, ok, sẽ có cái chế độ S Sport ở cần số mình đẩy xuống, nhưng mà bây giờ thì đã là chuyển thành nút bấm rồi. Đây, nhấn vào đây thì là Eco, nhấn vào đây Sport, phanh điện tử, brake hold đã rất quen thuộc rồi. Cái động cơ này là 187 ngựa và công suất cực đại là 243 Nm. Rất hay là cái công suất cực đại này đạt từ tua thấp từ 1.500 vòng phút đến 5.500 vòng phút. Vì vậy ta có thể có được cái lực đẩy khá tốt ngay cả vòng tua thấp. Nhìn chung bản này sẽ giá là khả năng là hợp lý. Tại thị trường Thái là 1,1 tỷ. Không biết về Việt Nam sẽ là bao nhiêu. Đây các bạn có thể thấy khoang hành khách phía sau rất rộng luôn. Ngồi vào sẽ cảm nhận được cái sự rộng rãi và cái sự thoáng. Thực sự rất thoáng luôn khi rất nhiều ô cửa kính trên cái mẫu xe này. Đó. Và như mình nói ấy, là có một thêm một cái ổ ô cửa kính ngay sát cái trụ xe kia. Thì thử tạo ra cái độ thoáng rất là tốt. Khoảng duỗi chân này. Rồi. Ghế da này. Cái nệm ghế này có chiều dài tương đối dài, cho nên nó đỡ cái phần chân rất là tốt. Nhìn chung khoang xe rộng rãi. Accord là một mẫu xe đẹp. Đẹp, đẹp đấy. Thực sự là rất là đẹp. Đây các cái thông số về nhiên liệu này, 6,1 lít trên 100 cây là nhiên liệu hỗn hợp, 8 lít là đường phố và 5 lít là đường trường. Đó, đây là tại thị trường Thái. Hybrid, Accord Hybrid đây. Với Accord thì mình nghĩ là cái màu trắng, màu ghi này nó đẹp hơn. Đây, đèn đang bật. Bản Hybrid. Vành nó cũng ấn tượng hơn. Vành trên bản Hybrid khả năng là hơn một size so với bản 1.5 Turbo. Rồi, và bản tại thị trường Thái này cũng dùng hộp số CVT, không phải là hộp số 10 cấp thưa các bạn. Đó, thị trường Đông Nam Á mà. Để mình quay thêm cái phần thiết kế của phần Hybrid này cho các bạn xem. Các thông tin để trên thân xe cũng khá cơ bản. Mình nghĩ mẫu xe này nó khoảng 7 túi khí gì đó. Phần thiết kế trong khoang đây. Bản Hybrid nhá. Bản Hybrid sẽ có phanh khoảng cách này, hỗ trợ giữ khoảng cách này, Adaptive Cruise Control này. Rồi, sẽ trang bị cao cấp hơn và có chế độ lái EV, chế độ lái điện, chế độ Eco Con, chế độ Sport. Mình cũng hy vọng rằng bản này sẽ sớm về Việt Nam nhờ. Giá bản này ở bên Thái Lan nó khoảng 1,4-1,5 tỷ quy đổi ra tiền Việt. Rồi, xin mời các bạn ngắm nhìn lại những hình ảnh thiết kế ngoại thất của Accord. Rồi, anh em hãy rung chuông, hãy đăng ký, hãy subscribe kênh nhá, để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm mới nhất tại triển lãm Bangkok Motor Show. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.